Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay ngày 28 tháng 7, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 đến 55%. Từ ngày 28 tháng 7, nắng nóng dịu dần ở khu vực Bắc Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trên biển, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, riêng khu Tây Bắc 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 30 độ C, có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 31 đến 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nam Bộ có mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh về chiều tối, cảnh báo có mưa dông rải rác tại nhiều khu vực, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.